Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Lê Hòe Channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản ChatGPT và cũng như là hướng dẫn chi tiết cái cách chúng ta sử dụng ứng dụng ChatGPT tại Việt Nam. Trước đây thì mình cũng đó là một vài những cái video liên quan đến cái việc là đăng ký và sử dụng cái tài khoản ChatGPT tại Việt Nam. Tuy nhiên thì lúc đó thì ChatGPT chưa được hỗ trợ chính thức tại Việt Nam và hiện tại thì theo những cái thông tin mình được biết thì kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2023 này thì ChatGPT đã chính thức hỗ trợ tại Việt Nam và các bạn có thể lạc tải và cũng như là đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng ChatGPT này. Thì ChatGPT này được phát triển bởi nhà phát triển là OpenAI và đã được hỗ trợ chính thức tại Việt Nam. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta sẽ đăng ký tài khoản ChatGPT và cũng như là cách sử dụng ChatGPT tại Việt Nam nhé. Đầu tiên thì trên điện thoại của các bạn có thể sử dụng điện thoại Android hoặc là điện thoại iPhone, các bạn sử dụng bất kỳ một trình duyệt nào để đăng ký và cũng như là sử dụng ChatGPT. Và ở đây mình sẽ có một cái lời khuyên, đó là các bạn sử dụng những cái trình duyệt nào mà nó hỗ trợ. Các bạn có thể là dịch trực tiếp văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt, bởi vì là cái trang web này thì nó hỗ trợ hoàn toàn bằng tiếng Anh, và nếu như các bạn không biết tiếng Anh thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong quá trình đăng ký và sử dụng. Và hiện tại thì do là cái số người đăng ký quá lớn cho nên là cái trang web này nó liên tục thường xuyên gặp sự cố, nên các bạn có thể thông cảm. Cái tài khoản của mình thì mình đã đăng ký được thành công từ ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên thì đến bây giờ mình mới có thể làm video cho các bạn, bởi vì lúc đó thì sau khi mà đăng ký tài khoản thành công thì nó cần là mình phải xác thực số điện thoại và cũng như là nó gặp lỗi liên tục bởi vì có quá nhiều người truy cập vào trang web này. Chính vì vậy cho nên là hôm nay khi mà cái lượng người truy cập nó đã ổn định thì mình mới có thể làm video hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ mở trình duyệt cốc cốc ở trên điện thoại của mình, và đây chính là cái giao diện ChatGPT. Mình sẽ quay trở ra để mình hướng dẫn lại. Các bạn sẽ gõ cho mình cái cụm từ là ChatGPT để các bạn tìm kiếm. Sau khi các bạn đã tìm kiếm cụm từ là ChatGPT rồi, các bạn sẽ tìm cho mình cái trang web có tên là chat.openai.com. Các bạn truy cập vào trang web này. Sau khi các bạn đã truy cập vào trang web là chat.openai.com thì các bạn thấy là đây, nó lại báo lỗi sự cố. Mình để sẵn là cái trình duyệt cốc cốc của mình nó sẽ chuyển đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt luôn. Mình không cần phải chuyển đổi bằng tay, mình sẽ bấm lại. Đó, các bạn bấm vào cái phần đăng nhập ở đây nếu các bạn đã đăng ký tài khoản thành công. Hoặc là nếu như các bạn chưa đăng ký tài khoản thì các bạn bấm vào phần đăng ký. Lúc này thì khi mà các bạn bấm vào phần đăng ký rồi, ở đây là mình đã đăng ký tài khoản thành công rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn lại cho những bạn nào mà mới sử dụng cái ứng dụng ChatGPT lần đầu, các bạn cần phải đăng ký tài khoản. Thì đối với cái việc đăng ký tài khoản thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email Google của bạn vào, và ở đây các bạn có thể là có những cái lựa chọn thay thế, như là các bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail của Google. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng cái tài khoản của Microsoft. Và thứ ba là các bạn có thể sử dụng cái tài khoản của Apple nếu như các bạn đang sử dụng những dòng điện thoại iPhone. Rồi, các bạn sẽ tiến hành là điền cái địa chỉ email vào đây. Và sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập vào và nó sẽ yêu cầu chúng ta là cần phải xác thực bằng số điện thoại. Và lúc này thì ChatGPT nó sẽ gửi một cái mã để xác thực vào cái địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là xác thực cái địa chỉ email này và là xác thực bằng số điện thoại. Và sau khi mà các bạn đã thực hiện những cái bước trên thì ChatGPT nó sẽ thông báo cho chúng ta là các bạn đã đăng ký tài khoản thành công, và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đăng nhập nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại cái phần đăng nhập. Mình chọn là phần đăng nhập. Sau khi mình đã chọn là phần đăng nhập rồi thì mình sẽ nhập tiến hành là nhập địa chỉ email của mình vào. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn nên là mình chỉ cần đăng nhập vào. Rồi, và đây chính là giao diện ở bên trong của cái ứng dụng ChatGPT này. Các bạn nhớ trang web là chat.openai.com. Ở đây thì nó sẽ có hai cái bản là bản GPT 3.5 và bản GPT 4. Thì đối với cái bản GPT 4 này, nó là cái bản GPT các bạn cần phải nâng cấp lên ChatGPT Plus thì mới có thể sử dụng được, có nghĩa là cái bản này các bạn cần phải mất tiền. Và đây là cái giao diện chính ở bên trong cái ứng dụng ChatGPT này, và các bạn có thể đặt cái câu hỏi từ đây bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào phần đó là gửi tin nhắn. Các bạn đã gõ câu hỏi rồi thì các bạn sẽ bấm vào phần gửi ở đây và ChatGPT sẽ trả lời cho các bạn theo cái cách là nhập theo thời gian thực như này để chúng ta có thể là hiểu là ChatGPT đang trả lời. Đó, các bạn thấy là nó liên tục gặp sự cố và mình cần phải nhấn thử lại rất nhiều. Và đây chính là câu trả lời của ChatGPT dành cho cái câu hỏi của mình, đó là cách làm canh chua cá lóc. Đây, đây là câu hỏi và đây là câu trả lời của ChatGPT. Sau khi mà các bạn đã nhận được câu trả lời rồi, các bạn có thể là đưa ra cái bình luận ý kiến về cái câu trả lời này của ChatGPT. Đó là các bạn có thể là thích và không thích ở đây. Nếu như các bạn thích cái câu trả lời này, các bạn nhấn vào cái dấu like ở đây và các bạn sẽ có ghi một cái lý do tại sao các bạn thích, và các bạn nhấn vào phần gửi phản hồi.
Hoặc là nếu mà các bạn không thích thì các bạn cũng có thể là bấm vào cái dấu không thích ở đây và cũng nêu cái lý do là các bạn không thích. Và nếu như các bạn muốn có thêm một cái câu trả lời nữa thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng ở đây. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có thêm cho các bạn một cái câu trả lời nữa. Đó, nó sẽ ghi thêm cho các bạn thêm một cái câu trả lời nữa. Và nếu như trong quá trình ChatGPT đang trả lời chúng ta, các bạn muốn dừng câu hỏi lại, các bạn chỉ cần bấm cái dấu vuông ở đây. Và mình sẽ đặt thêm một câu hỏi nữa cho ChatGPT. Trong quá trình mà ChatGPT đang trả lời chúng ta, nếu các bạn muốn dừng câu hỏi lại và gửi thêm câu hỏi mới, các bạn sẽ bấm một cái biểu tượng ô vuông ở đây. Sau khi mà các bạn đã đặt câu hỏi cho ChatGPT rồi, các bạn muốn thêm một cái chủ đề mới cho câu hỏi mới, các bạn nhấn một phần dấu cộng ở đây. Lúc này thì ChatGPT sẽ sang một cái cuộc trò chuyện mới và các bạn lại tiếp tục một cái câu hỏi mới. Mình sẽ hỏi một câu hỏi mới, đó là cách làm mát động cơ ô tô. Rồi mình đặt câu hỏi. Lúc này ChatGPT sẽ trả lời cho mình theo thời gian thực ở đây. Đây, khi ChatGPT đang trả lời thì nếu như các bạn muốn dừng và chuyển sang một câu hỏi mới, các bạn nhấn vào phần ô vuông ở đây. Đó, các bạn thấy là trong quá trình mà mình thực hiện cái video này thì nó rất nhiều lần nó thông báo là có sự cố xảy ra. Nguyên nhân ở này có thể là do mạng kết nối internet của mình nó không ổn định, hoặc là có thể là do có quá nhiều người truy cập vào trang web này, cho nên là cái trang web này hiện tại nó vẫn chưa chưa có thể là ổn định được. Rồi, mình vừa đặt một cái câu hỏi, đó là cách làm mát động cơ ô tô, và đây là câu trả lời của ChatGPT dành cho mình. Và đó chính là cái cách để các bạn có thể là đặt câu hỏi và cũng như là sử dụng những cái câu hỏi ở trong cái ứng dụng ChatGPT này. Ở đây nó sẽ có cái phần đó là thích và không thích, các bạn có thể bấm vào cái phần thích này, sau đó các bạn nêu lý do các bạn thích cái câu trả lời này và các bạn có thể gửi phản hồi. Tương tự như thế, các bạn muốn tạo một câu hỏi mới, các bạn bấm vào phần dấu cộng này để thực hiện một câu hỏi mới. Và nếu như các bạn muốn xem lại cái lịch sử câu hỏi cũng như là câu trả lời của ChatGPT cùng trò chuyện thì các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn thấy là ở đây nó sẽ có những cái mục như là làm mát động cơ và canh chua cá lóc. Đấy, mình sẽ bấm vào. Mình chọn là phần thử lại. Và ở đây thì các bạn cũng có thể là đổi tên của cái cuộc trò chuyện và cũng như là xóa cái cuộc trò chuyện này bằng cách là nếu như các bạn muốn đổi tên, các bạn bấm vào cái hình chữ bút ở đây và các bạn có thể là đổi tên sang một cái tên mới. Các bạn có thể đổi tên thành một cái tên mới như thế này, hoặc là các bạn cũng có thể là nhấn vào phần biểu tượng xóa ở đây để các bạn xóa cuộc trò chuyện này đi. Và sau khi mà các bạn đã sử dụng xong cái ứng dụng ChatGPT này, các bạn muốn đăng xuất tài khoản ra ngoài, các bạn cũng sẽ bấm vào cái biểu tượng hai chấm này. Sau đó thì các bạn sẽ thấy tên tài khoản ChatGPT của bạn ở đây, các bạn bấm vào phần ba chấm và các bạn chọn cho mình vào phần logout. Như vậy là các bạn đã đăng xuất thành công cái tài khoản ChatGPT của các bạn ra ngoài. Và trên đây là mình đã giới thiệu và cũng như là hướng dẫn chi tiết các bạn cách đăng ký tài khoản ChatGPT và cách sử dụng ứng dụng ChatGPT ở tại Việt Nam.